Các bạn ơi, mình đi nay đi đuổi chuột đêm nha các bạn. Đây mình đi theo thằng bạn nè, đi đuổi chuột bằng cách gào lưới rồi cái nó chặn nó vô rồi mấy cái lợp. Có mấy con cũng bị dội vậy, đập luôn. Đi chút đi vô chứ gì. Đây có cái lợp đây đặng nè. Bây giờ được mấy chú à. Đây được số chuột vô trong đây rồi các bạn ơi. Dùng bông bộn rồi nè. Mấy con này dội nó đập luôn à. Đập luôn. Mà đập con cũng 2 kg. Đây con chuột một xíu chạy ha. Nó vừa lưới nó chạy vòng vòng nó vô cái lọt luôn à. Mình đi đã dắt này dắt khuya. Khoảng 12 giờ cái mình ra mình để lưới xuống. Để lưới xuống mình dặn lại đàng hoàng trên cái khoảng 3 giờ là cái nó chạy về lần lần tới sáng luôn các bạn. Ở đây có một cái lợp nè, chặn lợp như lợp cá. Đây cũng có một số nè các bạn. Mấy con này nó dội nè. Cho nên đập luôn. Cái này ít hơn cái kia. Chạy không? Dội trơn. Dội à? Con dội lại chứ. Chú chuột nhỏ chạy hả các bạn? Đó, mình lại vậy để mình lùa vô cái lợp à. Đây, nó chạy vô đây nè. Chạy vô cái miệng này ha. Nó chạy vô cái lợp. Có lạp làm cái hôm như lạp cá các bạn. Nó chục bự gì này, gần sáng rồi, 5 giờ mấy rồi, 5 giờ rưỡi rồi các bạn, gần sáng rồi, bầu trời thì cũng có mây ha. Mấy con chuột đập là mấy con chuột này nó nó dội lưới nè, nó không chịu vô là cái lợp nè. Đây mình đập hết rồi. Xuống luôn hả? Chuột bự đập ở đây nè. Đó. Chạy. Đó, trời ơi, hụt. Hay quá. Còn gì trễ nè. Giờ cũng gần sáng à, cuốn lợp à. Sáng mình sẽ quay lại mấy cái vô cái lợp này cho các bạn xem nha. Gom á, gom chuột nó vô này 3 cái, nay cũng có chục ký à. Mấy chục bự khôn á gì trước, mấy nhỏ gì sau. Đây là quậy phụ nha. Rồi. Ôi giờ đi về các bạn ơi. Lên xe về. Bầu trời sáng cũng đẹp đẹp ha các bạn, màu xanh.
về tới nhà rồi, lom lửa chuột. Này chục ký phải ghe vậy ha. Không được. Hả? Không được. Thấy cũng nhiều à. Đuổi này thấy bắt dễ hơn. Mình đặt gặp nó thấy nó né gặp hay sao? Đụng hai lưới gì nó vô nó nhảy con bay qua lưới đó. Bay luôn hả? Ừ. Mấy chuột này giờ làm gì lạ? Mấy chuột làm gì vậy ạ? Nướng chiên xào kho vậy. Nó tiễn ra đi. Cho vô lột đi. Cho nó vô cái lồng bự luôn. Thổi phù phù lên xuống. Thổi phù phù là nó xuống cái lỗ đó. Xuống rồi đó. Chứ chưa ngày nó không xuống, không biết đường xuống. Bò lên không? Đó, xuống. Còn con lì lõm. Đó, xuống. Mấy chú chục chết. Chết nãy đập mà gom vô đó ăn gác giác gì à. Giờ mô nó ra. Ai kêu nó không gì chứ vô lọp đập luôn. Làm cái nghề đuổi chuột này dễ ăn hơn là gặp hết các bạn. Chỉ cần một tay lưới mình văng ra cái miếng ruộng, cái khuya mình ra mình kéo lên. Mình chặn lại là nó đi ăn rồi cho nó về. Về là nó vô lòng của mình rồi các bạn. 7-8 kg, 1 chục ký vậy. Mấy con này nó chết nè, thì mình đập để nó tung lưới. Có con dây rồi, có con dây gỉ mà. Dây gỉ cái nắp dễ hơn. Vô. Thổi phù phù nó sợ bởi bắt chuột nó. Thổi cái nó sợ. Leo lên. Thôi con còn mắc kẹt cái mỏ rồi. Con này dính rồi. Dính rồi. Chèn nó. Đưa vô cái miệng nó nữa. Má đưa mày vô cái thắt. Vô. Vô lòng. Tiếp lòng thứ ba. Xong.
Thì con bộ mày có dám có chục được chứ ở đó. Ở ngoài không 4 kg rồi, 4 kg, 3 kg gì vậy. Chục kg trên xin chục kg chứ ở đó. Rồi rồi kết quả có nhiêu đây? Chục ký trở lại hả? Chắc ăn đi. Chịu khó ăn đêm mình được nhiêu đây cũng được. Nó làm cái chuột gom gì á. Tôi đặt gặp mà nó né gặp sao nó chạy nó lật gặp nhóc. Này đủ này dễ kiếm ăn hơn. Dễ hơn. Bởi có... sống tơ lưới là khỏe hơn đặt gặp. Bởi vậy. Gặp tính lợp 2-3 cái cho nó mà. Tính làm thấy lúc đó chưa có nhiều rồi thôi không làm hết chứ. Này, này bắt đầu làm có vô 500 thì 500 thì đuổi rồi. Chỗ đâu đặt? Đủ cái đuổi trong gồm 500 minh mông đủ. Ừ. Bờ 500 đó. Nước không à? Chút bự bự không. Trong năm xử này đi, xử mấy con đó đi một mập không à. Đợt này mập không à, ít chuột ốm rồi. Chuột này thì nó ít ốm. Chuột bán em được xong kiếm vài ký. Đi bán chứ ăn gì nổi ăn. Chợ nhiều ăn đủ rồi. Còn nhiều đi bán. Giờ mình xin dừng clip nha các bạn. Hẹn các bạn vào các clip sau. Cái cuộc đuổi chuột đêm của mình đến đây hết. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh của Lập Nghiệp Đồng Tháp.